trình văn nghệ của các chị sẽ hoành tráng và sinh động như thế nào. Bây giờ quý vị hãy cùng thưởng thức những tiếng hát của Phật tử chùa Minh Đạo. Ban hợp ca chùa Minh Đạo cũng xin hát một bài cũng không có nhạc luôn, hy vọng quý vị hoan hỷ lắng nghe. Bài hát được mang tên Mừng Ngày Đản Sanh. Rằm tháng tư sáng tươi về đây, trời bình minh ngàn chim liễu lo bờ cây, ngày trần gian vui đón được Phật tử tôn, trong nắng mai huy hoàng mừng ngày đáng xanh. Ngày rằm tháng tư chúng ta mừng vui, mừng hào hoa mừng soi sáng nơi ngàn phương, mừng trần gian ưu tối không còn đau thương, bao chúng sanh vui mừng ngày rằm tháng tư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Phật Đà. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Phật Đà. Hào quang đã sáng soi về muôn lối biến khơi, ngàn trùng dương lướt trôi niềm tin khắp nơi. Nam mô chúng con kính xin lạy Ngài. Nam mô chúng con kính xin nguyện cầu, cầu cho muôn chúng sanh đời thôi hết khổ đau, và từ đây sống trong ánh sáng đạo vàng. Ngày rằm tháng tư sáng tươi về đây, trời bình minh ngàn chim liễu lo vườn cây, ngày trần gian vui đón được Phật tử tôn, trong nắng mai huy hoàng mừng ngày đáng xanh. Ngày rằm tháng tư chúng ta mừng vui, mừng hào quang mừng soi sáng nơi ngàn phương, mừng trần gian ưu tối không còn đau thương, bao chúng sanh vui mừng ngày rằm tháng tư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Phật Đà. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Phật Đà. Hào quang đã sáng soi về muôn lối biến khơi, ngàn trùng dương lướt trôi niềm tin khắp nơi. Nam mô chúng con kính xin lạy Ngài. Nam mô chúng con kính xin nguyện cầu, cầu cho muôn chúng sanh đời thôi hết khổ đau, và từ đây sống trong ánh sáng đạo vàng. Xin cảm ơn. Cảm ơn tất cả quý vị đã chịu lắng nghe. Suga vừa rồi mình có xem tin tức quý vị ha, ai cũng đồng cảm và cũng cảm thấy nỗi buồn được nhân đôi khi mà biết rằng ở Hàn Quốc nó xảy ra một chiếc tàu bị chìm, thì trong đó có một người Việt Nam chúng ta và một đứa bé đã được cứu sống, và cô gái đó thì ở tận dưới Cà Mau. Suga cũng kiếm một bài hát nào đó về Cà Mau, như mình hát để mình xem cái vùng đất đó như thế nào và con người của Cà Mau ra sao. Sẽ đang tập thôi, ngày hôm nay không có nhạc nên cũng rất là may mắn, nếu mà vô nhạc thì không sẽ điều. Nếu quý vị không chê, Suga xin sẵn sàng phục vụ bài hát được mang tên Áo Mới Cà Mau. Nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bản đồ Việt Nam, ngài chi đường xa không tới, về để nói với nhau mấy lời. Xuôi mái chèo sông ống đốc, đêm trắng kịp tới chợ Cà Mau, xuồng ghe ngày đêm không ngớt, người Cà Mau dễ thương vô cùng. Về cái nước đầm dơi, nghe ai ru câu ơi hời, thương em đừng để duyên lỡ thời, tội nghiệp ghê nghe sắc xe con tim tôi. Chừng nào về năm căng, nhớ nhau qua lại cũng gần. Một lần về U Minh, nghe mũi kêu như rừng Cà Mau, mai mốt Cà
xoáng đẹp hơn. Cà Mau đường đi không khó, mà chỉ khó có sông Giăng Đò. Xuôi mái chèo sông Ông Đông, đêm trắng kịp tới chợ Cà Mau. Cà Mau đường đi không khó, mà chỉ khó có sông Giăng Đò. Em đứng mình ơn một hướng, duyên dáng mời khách lạ ngàn phương. Cà Mau mặn thêm áo mới, về Cà Mau là thấy thương em rồi. Gió xuân bay về Cà Mau, qua đầm dơi nước sông lững lờ bóng tràm, thoáng đưa mùi hương mong anh đến rừng U Minh. Cánh quang bao tình khung trời đẹp xinh, lá hoa điểm tô trời xuân. Chúng mình về dung năm căn, cùng lắng nghe khúc ca bình minh. Tiếng hò diều vang xa đưa, dòng sông nước xô sâu trôi con đò. Đêm chúng mình giả từ cùng nhau, lưu luyến bao ân tình khung trời Cà Mau. Vâng, cảm ơn rất nhiều. Có quý Phật tử nào có thể mà lên đóng góp mà chúng ta bằng cái lòng cái tâm thôi, đọc thơ cũng được, hát cũng được, để trong cái thời gian mà chờ đợi cho chư tôn đức của chúng ta bên trong để vấn đề tắc bạch thánh sư rồi những cái nghi lễ bên trong, sau đó sẽ được thỉnh tất cả chư tôn đức tăng ni ra bên ngoài lễ đài để chúng ta cùng nhau dự lễ Phật đản trong ngày hôm nay. Có ai có nhu cầu thì nhớ nói với em nha, để chúng ta sắp xếp chương trình, để chúng ta sẽ cùng nhau vừa tu học vừa nghe pháp thoại, nhưng mà cũng có một phần nào để giải trí văn nghệ trong ngày hôm nay. Suga cũng xin thông báo ban tổ chức với những chị mà lo cho các em dân hoa, chúng ta chuẩn bị cho chương trình để chuẩn bị. Suga xin mời toàn thể Phật tử chúng ta đồng đứng lên một quay hướng về chánh điện để chuẩn bị cho phần cung đón chư tôn thiền đức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con nhất tâm bái thỉnh chư tôn thiền đức tăng ni từ bi quang lâm lễ đài chứng minh cho đại lễ hôm nay. Lòng từ bi mặn hằng với nhân loại, tâm bi nguyện ứng hiện khắp muôn nơi. Phật pháp thầm thì không thể ngăn hàng, nói tăng đạo diệu hiền với tình mẹ. Kính thưa quý vị, về tham dự đại lễ hôm nay, chúng con xin đảnh lễ cung nghinh Thượng Tòa Thích Pháp Hòa, chủ trì tu viện Trúc Lâm, tu viện Tây Thiên, Canada. Chúng con kính kính cung nghinh Đại Đức Thích Nhuận Đoàn, trụ trì tu viện Trúc Lâm, Georgia. Chúng con xin cung kính cung nghinh Đại Đức Thích Viên Trơn, tăng chúng chùa Quảng Ninh, Georgia. Chúng con cung kính giới thiệu sư cô Thích Nữ Đồng Ngân, trụ trì chùa Hồng Ân. Chúng con cung kính giới thiệu cung kính sư cô Thích Nữ Nguyên Hòa, chùa Hồng Ân. Chúng con cung kính giới thiệu cung kính sư cô Thích Nữ Samada đến từ chùa Minh Đạo. Và chúng con cũng xin cung kính cung kính sư cô chủ trì chùa Minh Đạo Thích Nữ Đồng Phúc, trưởng ban tổ chức. Chúng con cung kính cung thỉnh chư tôn thiền đức an tọa. Xin mời toàn thể quý Phật tử an tọa.
Và chúng tôi cũng hân hoan chào đón toàn thể quý Phật tử của chùa Minh Đạo, các Phật tử vùng lân cận cũng như Phật tử ở phương xa về tham dự đại lễ Phật Đản năm 2014. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều. Hãy dành tràng pháo tay cho Chư Tôn Thiền Đức cùng toàn thể quý Phật tử có mặt ngày hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức, kính thưa quý Phật tử, mỗi năm mùa hoa sen trong đầm nở báo hiệu mùa Phật Đản về, thì toàn thể năm châu đều hân hoan đón mừng ngày kỷ niệm Đức Đại Bư xuất hiện, ánh sáng trí tuệ cho nhân loại. Mặc dù Đức Phật đã niết bàn cách đây hơn 2558 năm về trước, nhưng hình ảnh cây vô ưu vẫn còn đó, vẫn còn mãi trong lòng hàng triệu triệu chúng sanh trên khắp hành tinh. Hôm nay, hòa chung với không khí hân hoan của mùa Phật Đản, chùa Minh Đạo thành kính trang nghiêm và long trọng tổ chức đại lễ Phật Đản Phật lịch 2558 với chí thành ôn lại Phật hạnh của Đức Cha Lành vì chúng sanh thị hiện trong ngũ trược ác thế để độ thoát chúng sanh, và cầu mong cho tất cả người con Phật cùng nghĩ điều Phật nghĩ, nói điều Phật nói, làm việc Phật làm để cho tương lai cùng làm Phật và ngõ hầu thế giới được hòa bình, chúng sanh được an lạc. Đón mừng Phật Đản khắp nơi, hương về ánh đạo nhiệm màu vô biên. Bên nhau quên những niềm riêng, hiểu thương hòa nhã, ưu phiền sạch trong. Đó là lý do của buổi đại lễ hôm nay. Xin phép trong chương trình ngày hôm nay, chúng con được thông qua chương trình cho những Phật tử ở những vùng xa về biết chương trình đại lễ của chúng ta vào ngày hôm nay diễn ra như sau. Thay mặt cho ban tổ chức, đó là chương trình ngày hôm nay là 10 giờ sáng là sẽ có pháp thoại của Thượng tọa Thích Pháp Hòa, 10 giờ rưỡi thì chúng ta có chương trình văn nghệ, 10 giờ 45 chương trình nghi lễ Phật Đản gồm có chuông trống bát nhã, dân hoa cúng Phật, niệm hương khai kinh, lễ tắm Phật, cúng dường trai tăng, và 4 giờ chiều chúng ta có vô lễ quy y Tam Bảo, và 5 giờ rưỡi là giải lao, 6 giờ chúng ta dùng cơm tối, 7 giờ sẽ phần pháp thoại do Thầy Thích Pháp Hòa chủ lễ, 9 giờ chúng ta hoàn mãn. Đó là chương trình buổi lễ ngày hôm nay. Mong quý chúng tử chúng ta cùng nhau về tham dự đại lễ và tu học trong ngày hôm nay. Giờ đây Sư phép được hỏi bên ban nghi lễ chúng ta chuẩn bị cho phần dân hoa cho các em. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức, kính thưa đạo tràng. Thay lớp chư thiên xuống hát đàn, có nàng thiêu nữ hát ca vang, tung hoa ngũ sắc dân chư Phật, dân tộc mừng vui rộn sớm làng. Và mong Chư Tôn Đức và quý Phật tử hoan hỷ hướng về phía chánh điện để xem các em trong chùa Minh Đạo giờ sẽ cùng với nhau dân hoa lên chư Phật cũng như Chư Tôn Thiền Đức có mặt ngày hôm nay. Xin mời các em. Các em còn nhỏ rất là rung cho nên là mong là Chư Tôn Thiền Đức như quý Phật tử chúng ta cho chàng hỏi tay thật lớn để chào đón nè. Anh trong ban nhạc cũng cho miếng nhạc, tập có nhạc mấy em đi quen rồi giờ không có nhạc nữa nè, nên không chịu đi ra. Con lên chùa dâng
sẽ đến trong muôn loài. Lạy Ngài cho con xin quy y sám hối những lỗi chót gây ra, dọn lòng dâng đóa hoa. Cảm ơn chàng vỗ tay của Phật tử nhiều. Các con cười lên cái nè. Cười. Dạ, dân qua nhìn hoa không mà sợ giỏ hoa rớt, nên lo nhìn giỏ hoa, không dám cười luôn. Lên đây thì cô thì chỉ qua thầy này, cô chỉ qua thầy kia, rùng quá, đứng im chỗ luôn. Rất là hoan, cảm ơn các cô cũng như là các em rất nhiều. Một lần nữa dành chàng vỗ tay cho các cô cũng như là các em đã dạy cho các em. Tuy là nhiều lần nhưng mà thấy các chị ở trên này là rung, không biết mình phải đi đâu và làm cái gì hết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn hiền đức, kính thưa toàn thể đạo tràng. Kính mừng Phật đảng niệm hương, thành tâm khấn nguyện bốn phương thanh bình. Và trong ngày hôm nay đại lễ Phật đảng, giờ đây là giây phút mà tất cả chúng ta được mong ngóng và cảm thấy trang nghiêm, thành kính hơn, hướng về Phật đài để nguyện cho thất quốc thái dân an, thiên hạ thái bình và chúng sanh an lạc. Chúng con kính cung thỉnh cho chư tôn hiền đức khởi thân để chúng ta cử hành niệm tinh khai hương và cung thỉnh sư cô đồng phúc hô chuông trong nghi lễ ngày hôm nay. Sư Kha xin mời ban nghi lễ chúng ta có lấy những bộ kinh để chuẩn bị cho quý Phật tử chúng ta đồng niệm kinh cùng với chư tôn hiền đức. Mời toàn thể Phật tử chúng ta đồng đứng lên để cùng với chư tôn hiền đức niệm hương khai kinh. Cảm ơn rất nhiều.
ngộ tâm tư một hướng về. Từ phụ Thích Ca ngưỡng mong Ngài từ bi chứng giác.
Dear friends, dear Sangha, today we all gathering here in order to honor the birth of the Buddha. The Buddha was born in India more than 26 centuries ago. He was a prince, and he was a human like all of us. But in him, there was understanding, love. He's just a human like us, but he has raised his awakening to a very high degree. Today, we honor and commemorate the birth of the Buddha in order to make the commitment to apply the teachings of the Buddha deeply into our daily life so we can transform our suffering and cultivate the true happiness. The teachings of the Buddha has the ability of love and understanding. And because of the Buddha's teaching, we are able to live more happy and to transform our sorrows. In this very moment, please understand that the Buddha's nature in us will be appear when we are able to use the water of concentration, the flower of mindfulness, so to bathe the baby Buddha in order to make the Buddha in us appear in us every daily life. May the Buddha recognize our good deeds, bless us all with peace and joys. Xin cho cõi trầm thơm kết thành mây năm sắc dâng lên khắp mười phương cúng dường vô lượng Phật vô lượng chư Bồ Tát cùng các thánh hiền tăng nơi pháp giới dung thông kết đài xem rực rỡ nguyện làm kẻ đồng hành trên con đường giác ngộ xin mọi loài chúng sanh từ bỏ cõi làng quên theo đường giới định tuệ quay về trong tình thức chúng con kính dâng hương cúng dường lên Phật và chư vị Bồ Tát chúng con kính dâng hương cúng dường lên Phật và chư vị Bồ Tát chúng con kính dâng hương cúng dường lên Phật và chư vị Bồ Tát. Sáng quý nở đại giác ngộ hào quang chiếu rạng mười phương trí tuệ vượt tầm phàm giới từ bi tâm dừng non sông vừa thấy dung nhan điều ngự trăm ngàn phiền nào sạch không hướng về tạng dương công đức tinh chuyên đạo nghiệp vun trồng
nhưng tâm kinh lễ đâu sức giáng trần ta bà thiền tính chung thọ sanh bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chỉ tâm đánh lễ lâm tỳ ni viên vô thọ hạ thiện đàng sanh bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhưng tâm đảnh lễ trung thiên giáo chủ điều ngự bổn sư tự sanh tự hộ Bồ Thích Ca Mâu Ni Phật. Quyền sinh chiến trần à.
chiều giúp người bất khổ đệ tử nguyện sống cuộc đời hiếu dùng nếp sống lành mạnh an hòa cho thân thể kiện khương nguyện rủ bỏ âu lo hồng tha thứ bao dung cho tâm thư nhẹ nhàng để tử xin nguyện ơn sâu đời bao ơn cha mẹ thầy ơn mẹ bạn chúng sanh nguyện thu hằng tinh chuyên cho cây bi trí nở hoa Pháp môn
càng ngày càng tỏ rạng, gió hòa mưa thuận, đất nước bình an. Khắp nơi thành thị nông thôn, mọi giới biết nói theo đường tu tập. Thiên nhiên được bảo vệ an lành, xã hội hưởng tự do bình đẳng. Lại nguyện xin thổi ngọn gió từ bi thanh lương vào thế gian nóng bức, đem mặt trời trí tuệ rạng rỡ về ngự giữa không gian âm u. Khắp nơi đạo dài thoát được tuyến dương, mưa phạm thấm nhường chúng sanh đều lời lạc. Hiện tại đệ tử chúng con biết thương yêu nhau như ruột thịt, chuyển hóa nội tâm trang nghiêm tình đồ. Lại trong pháp duyên này chúng con nhân tâm kỳ an dài, bình Phật tự nguyện thị trăm, cùng tất cả đệ tử chúng con nguyện Phật từ bi gia hộ thân tâm khỏe nhẹ, bệnh khổ tiêu trừ bốn mùa, không còn chút tai ương, tạm tiếc phước lớn như đông hải, gia đình hưng thành quyến thuộc đoàn viên, tâm bồ đề tăng trưởng đạo niệm tinh cần tu tập tinh chuyên, sớm thành đạo hòa. Khắp nguyện trên trời dưới đất, trong đạo ngoài đời, kẻ mất người còn đồng thành Phật hoa. Ngưỡng ông Tam Bảo từ bi long thiên gia hộ, hộ pháp thiên thần, chúng con đồng chứng bồ đề, đồng thành chân giác ma bát nhà ba la mật kinh. Tinh hiệu ban nhà ba mật đa bồ tát quán từ tại nghi quán chiều năm sau ban nhà ba la mật vọng soi thấy năm quân thần dựng điều ấy giống ngày vừa tới tất cả mọi khổ đau. Anh nàng nghe đây xá lời từ sắc chẳng khác gì không, không chẳng khác gì sắc sắc. Sành không đêm cùng không bớt, cho nên trong tình không, không có sắc thọ tường, cũng không có hành thức, không có nhàn nhị tỳ hiệp thắng nghi sao gắn, không có sắc thanh hương vị xung phạm sáu trần, không có mười tám giới từ nhàn đến ý thức, không hề có vô minh, cho đến không lào tự cũng không hết lào tự, không ngộ tầm diệt đạo, không trí cùng không đắc vì không có sợ đáng khi một vị bồ tát nương diệu pháp trí đồ bát nhà ba la mật, thì tâm không chướng ngại vì tâm không chướng ngại nên không có sợ hãi, xa lìa mọi mong tưởng, xa lìa mọi điên đảo, xa lìa tuyệt đối chư Phật trong ba đời diệu pháp trí đồ bát nhà ba la mật, nên đáng vô thường giác vậy, nên phải biết rằng bát nhà ba la mật là linh vô đại thần, là linh vô đại minh, là linh vô vô thường, là linh vô tuyệt định, là chân lý bất vần, có năng lực tiêu trừ tận cả mọi vô nan, cho nên tôi muốn biết câu thần chú trí đồ bát nhà ba la mật. Nói xong Đức Bồ Tát liền đọc thần chú rằng: Niệm đây, niệm đây ba la mật.
từng trải qua vô lượng kiếp tu nhân, rồi từ cung đâu xuất giáng trần và từ ngôi vị quốc vương, ngồi góc bồ đề đài pha ma quân, một sáng sao mai vừa mọc đào lớn viên thành, rồi đại chuyển pháp luân muôn loài cùng quy hướng nhất tâm, đạo vô sanh nguyện chứng muôn loài cùng quy hướng nhân tâm, đạo vô sanh nguyện chứng đệ tử hôm nay gần ngày món gia vui mừng cúi đầu đâm lễ thầm vương nam đế điều lư như lai cùng thánh hiền Hãy
đàn dự chúng sanh giai không thân vâng nào. Giờ này chúng con kính cung thỉnh chư tôn thiền đức an tọa. Xin mời toàn thể quý Phật tử đồng an tọa. Vừa rồi là phần khai kinh niệm hương vừa xong. Mong chư tôn đức hoan hỷ có thể giúp con dời những chiếc ghế vào sát bên trong. Hôm nay đầy đủ duyên lành và các em trong đội múa của chùa Quang Minh muốn cúng dường lên chư Phật cũng như chư tôn thiền đức và toàn thể quý Phật tử những bài múa thật là hay, thật là ý nghĩa mà các em đã được tập mới hồi tối hôm qua thôi. Là tập từ lâu nhưng mà dợt lại mới hồi tối nên là. Và những trang phục mà các em bận cũng do các em tự làm, nhưng có những trang phục không có đúng bài hát. Mong rằng tất cả chư tôn thiền đức và toàn thể quý Phật tử hoan hỷ. Bây giờ xin mời chúng ta hãy dành tràng pháo tay thật lớn để chào đón các em trong đội múa chùa Quang Minh. Một tràng pháo tay thật lớn nữa quý vị ở xứ người chúng ta để kiếm ra những bộ trang phục để cho đúng vào ngày khánh đản hay những bài hát về Phật pháp thì rất là khó khăn, và chùa Quang Minh đã luôn luôn giữ vững là tìm những bài nào liên quan đến Phật pháp hay những bài quê hương để cho các em có thể vừa học hỏi vừa tập múa và một phần nào đó gieo duyên trong ngày khánh đản. Thank you.
Dạ, mô Phật. Chị My muốn em là mà dặn nhỏ từ từ để quý vị cảm nhận được cái điệu nhạc. Nhưng mà xin thưa, âm thanh ở đây tắt là tắt luôn chứ không có dặn nhỏ được. Suga thấy là cái nhạc nó hơi buồn nên muốn nói một xíu cho quý vị cùng cười. Hãy dành tràng pháo tay thật lớn cho tất cả các em trong đội múa của chùa Quang Minh. Kính thưa Chư Tôn Hiền Đức, kính thưa quý vị, Suga xin phép được chia sẻ một chút xíu. Hồi tối là tất cả các em phải tập đến 1:30 sáng. Cho những bài múa và lần đầu tiên chị Trà My cũng lôi được những bạn nam vào để múa. Và hồi sáng này đến đây cũng có vài em phải ói, có nghĩa là thức khuya quá, sáng phải dậy sớm để sửa soạn quần áo rồi trang điểm cho nó đẹp. Không phải tại lên sân khấu trang điểm mà sợ là mình không có tôn trọng người xem, cái mặt nó bơ phờ quá cho nên em đắp chút xíu má hồng, làm chút xíu môi son. Cho nên quý vị một lần nữa hãy dành tràng pháo tay thật lớn, cảm ơn các em rất nhiều. Với tinh thần mong muốn về Phật Pháp nên lúc nào cũng vậy, các em cũng lo những bài múa cho những ngày khánh đản hay là Vu Lan. Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn chị Trà My rất nhiều, đến chùa Quang Minh cũng như Kim Oanh, hai người đã lo rất là nhiều cho các em trong đội múa ngày hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức, kính thưa đạo tràng, hoa ưu đàm nở, Thích Phật ca ra đời, bảy bước chân tuyệt vời, trời người đều mừng rỡ. Bảy bước chân sen nở, pháp vỡ cõi vô minh, thế giới và chúng sanh tự mình thắp đuốc tuệ, bảy bước chân trí tuệ, bất diệt và bất sanh. Và kính thưa, giống như hồi nãy Thầy Thích Pháp Hòa có nói với chúng ta rằng lễ tắm Phật là như là để mà chúng ta tẩy rửa đi trong thâm tâm của mình. Lễ tắm Phật mang ý nghĩa thiêng liêng đó, để mỗi người chúng ta ngày hôm nay sẽ cùng với Chư Tôn Thiền Đức cùng với nhau cùng làm nghi lễ tắm Phật. Và sau đó chúng ta sẽ cùng với Chư Tôn Đức tắm Phật luôn nha quý vị. Và giờ này chúng con kính cung thỉnh Chư Tôn Thiền Đức khởi thân để cùng làm nghi lễ tắm Phật. Suga trân trọng kính mời toàn thể Phật tử chúng ta đồng đứng lên, chắp tay niệm danh Bổn Sư để cùng với Chư Tôn Đức chúng ta tắm Phật trước, sau đó sẽ tới tuần tự với Phật tử. Ngã kim quang Phật chư Như Lai tình trị trang nghiêm công đức tù ngũ trược chúng sanh linh ly câu đồng chứng Như Lai tình pháp thân cho quý vị. Cảm ơn rất nhiều. Và bây giờ chúng ta
làm hai hàng từ phía dưới quý vị, từng tự như vậy. Sau khi tấm Phật xong, chúng ta xin mời tất cả quý Phật tử chúng ta cùng ngồi lại ngay lễ đài để ban tổ chức chúng tôi sẽ gửi đến quý vị những buổi cơm trưa. Quý vị không cần phải đi đâu hết, quý vị ngồi tại chỗ, ban tổ chức chúng tôi sẽ lo phần cơm trưa cho quý vị. Xin cảm ơn rất nhiều. Và bây giờ chúng ta làm hai hàng từ phía dưới để cho mọi người cùng biết ha. Ban tổ chức vui lòng cho Suga biết là mình xếp hai hàng ở dưới hay hai hàng ngang vậy để mọi người cùng biết. Bây giờ Suga thấy thành bốn hàng rồi. Dạ, nó rất là khó. Suga mong rằng là giống như hai hàng, giống như chỗ chị áo dài, hai chị áo dài đó. Dạ, khó lắm. Dạ, con xin phép giờ cái cắt ngang cái chỗ từ cô áo lam này, cắt ngang cái chị áo xanh này, xong mấy cô này xong rồi bắt đầu chúng ta sẽ từ ở dưới đi lên nha quý vị. Nó sẽ nhìn đẹp hơn và nó không có bị chặn ngang lại. Mong rằng từ cái chị áo xanh chúng ta ngưng lại và chị cái chú áo nâu gì, và vui lòng xếp hàng phía dưới giùm Suga và vui lòng mỗi người một gáo thôi để chúng ta có thời gian. Mong quý vị chúng ta mọi người một gáo nước để mà tấm Phật thôi. Suga cảm ơn. Trong khi tấm Phật, mong tất cả quý Phật tử chúng ta đừng có nói những chuyện gì hết, chúng ta cùng nhau niệm Phật để chúng ta cùng tấm Phật. Thì trong thâm tâm chúng ta phải nghĩ đến vị Phật trong sáng trong mình. Khi đứng xung xếp hàng cũng đừng nên nói chuyện, chúng ta hãy giữ im lặng để cho nghi lễ tấm Phật chúng ta được trang nghiêm thanh tịnh. Xin cảm ơn rất nhiều. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Em Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mong quý Phật tử chúng ta hoan hỷ giùm Suga. Bây giờ mình tính từ hai hàng dưới lên nha. Tại vì ai cũng thấy cái hàng này ngắn quá, cái ai cũng nhảy vô hết. Thì những người họ xếp hàng từ lâu nãy giờ, chúng ta hoan hỷ giùm Suga. Mấy chị bên ban tổ chức với lại mấy anh, dạ, mình đừng có cho vào nữa. Dạ, ngưng lại để cho từng tự phía dưới lên. Cảm ơn rất nhiều. Nhưng bây giờ người ta không biết là bắt đầu từ đâu hết. Mong quý Phật tử chúng ta cùng giúp với Suga để làm cái phần tắm này cho nó nhanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư
Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô
sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư. Can you move your
Ah.